Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Tiếp tục series đánh giá những chiếc xe dành cho sinh viên thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe sinh viên giá rẻ nhưng mà lại là hạng sang, đó chính là Honda Way Radix. Bản thân mình thì chiếc xe máy đầu tiên mình sở hữu cũng là một chiếc Way Radix và cũng khá lâu rồi mình không chạy dòng xe này. Và mình cũng rất nóng lòng được thử nghiệm cái Way Radix mới này và đây là những cái gì mình đã có với nó. Bắt đầu video nhé. Xin được gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Honda Cường Ngân tại địa chỉ 50A Trần Nhân Tông, Hà Nội đã cho Đường Hai Chiều mượn chiếc xe để có thể thực hiện video review này. Các bạn nếu như quan tâm đến những mẫu xe Honda hay đặc biệt là Way Radix này nói riêng thì có thể đến tại cửa hàng 50A Trần Nhân Tông nhé. Địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để ngay phía bên dưới. Kể câu chuyện cá nhân một chút thì cái chiếc Honda Way Radix đầu tiên mình sở hữu là cái đời thứ 2. Và phải nói thật với các bạn nhé, cái này là nói rất thật này, là cá nhân mình chỉ thấy là cái Way Radix này đời 1 và đời 2 là đẹp nhất thôi. Rồi cái đời thứ 3, cái đời sau đấy loanh quanh tầm năm 2013-2014, nếu mình nhớ không lầm là như vậy, thì nói thật với các bạn là thiết kế nó rất là xấu. Các cái chi tiết của trên xe được làm to bè và nhìn nó giống cái thuyền hơn là cái xe máy ấy các bạn. Với phiên bản Way Radix bây giờ thì mình cảm giác là nhìn nó đã vừa mắt hơn rất là nhiều so với cả thế hệ tiền nhiệm của nó. Về cái mặt thiết kế thì chiếc Way Radix này nó có một cái gì đấy cá nhân mình thấy rằng là nó giao thoa giữa thiết kế của đời 1 và đời 2. Tổng thể của nó nhìn hơi giống đời 2 nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái chi tiết thì nó sẽ khá là giống với cả Radix 1. Ví dụ như là cái phần đèn pha này hay là hai cái đèn xi nhan được gắn ở mặt nạ phía đằng trước, khá là giống với đời 1. Nhưng mà với cái phiên bản mới này thì chúng ta cũng có những cái sự thay đổi về những cái đường nét, nó nhiều góc cạnh hơn, nó thể thao hơn, nó phù hợp hơn bây giờ. Way Radix thì là một cái dòng xe mà mình thấy rằng là nó thường nhận được cái sự ưu ái của Honda về cái mặt ngoại hình. Ví dụ như là về tem sẽ nổi bật hơn, là đẹp hơn này. Hay là ví dụ như là sẽ có một số những cái trang bị nó nổi bật, nó thể thao hơn. Trên chiếc xe này cũng vậy, nó thể hiện rõ cái tinh thần như thế. Thiết kế bên ngoài nhìn khá là thể thao, nhìn kỹ vào thì cũng thấy có một vài chi tiết nhìn rất là kiểu khí động học ấy. Ví dụ như cái vây cá ở đây mà không biết là nó có thực sự khí động học hay không, chắc là không. Mặc dù cái phiên bản này thì nó đã thay đổi, nó đẹp hơn rồi, nhưng mà cá nhân mình vẫn thích nhất là thiết kế của đời 1 và đời 2 của chiếc Way Radix này. Cái bản này có một cái điểm mình không thích lắm là cái đèn hậu nó hơi to và thô ấy các bạn, nên là nhìn nó hơi bị phá cái thiết kế của xe một chút. Nhưng mà bù lại thì cũng có những cái chi tiết mà mình cũng khá là thích, ví dụ như cái phần ốp bảo vệ nhông xích ở đây, nó được hoàn thiện dạng nhám và nhìn nó sang hơn, nhìn nó xịn hơn, với cả những cái phần ốp như này được hoàn thiện dạng bóng nhìn nó khá là rẻ tiền đấy các bạn. Và với việc hoàn thiện nhám như thế này thì cái ốp bảo vệ nhông và xích của chiếc xe này nhìn nó sang hơn, nhìn nó hòa hợp với thiết kế của xe hơn. Ra nói về công nghệ thì chiếc xe này có lẽ là nổi bật là FI, phun xăng điện tử, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thật ra xe Honda bình thường từ ngày xưa lúc mình đi chế cơ ấy thì nó cũng đã tiết kiệm nhiên liệu rồi, và bây giờ với những công nghệ mới này thì nó sẽ tiết kiệm hơn nữa, theo nôm na hiểu là như vậy. Thế nhưng mà nói thật với các bạn rằng là có thể là việc sử dụng FI này thì nó cũng sẽ đem đến cho chúng ta một vài những cái điểm trừ và nó liên quan đến vận hành. Mình vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác cái ngày đầu tiên mình được lái chiếc Radix của mình. Xe rất là mới và cái cảm giác mình vẫn nhớ lúc đầu là ở những cái số 1, số 2 ấy, nó rất là bốc, thực sự là rất là bốc. Nó đem đến cho mình một cái cảm giác có sức kéo tốt này, khả năng tăng tốc nhanh. Nhưng mà đấy là Radix đời của mình, còn với phiên bản này thì nó lại hơi khác một chút. Cái khối động cơ này thì nó lại cho một cái cảm giác chạy nó hiền hòa hơn, nó êm hơn, nó mượt hơn. Và như kiểu nó đúng chất của Honda các bạn, nó rất là đặc chất Honda ở trong này. Nó sẽ không tạo cho chúng ta một cái cảm giác phấn khích gì cả. Mà tất nhiên thì mình hiểu rằng là với một cái cỗ máy 110cc thì chúng ta không thể đòi hỏi gì hết. Thế nhưng mà với cái chiếc Sirius mình vừa review cho các bạn ấy, thì ở những cái nước đầu nó vẫn tạo cho mình được cái cảm giác sức kéo tốt, khả năng tăng tốc nhanh. Thế nhưng mà chiếc xe này thì không được như vậy. Nói chung là nó khá là hiền hòa, nó từ từ, nó êm, nó mượt hơn. Kiểu Honda các bạn. Nhưng mà có một cái điểm cộng là chiếc xe này thì nó sẽ có một cái độ đầm. Nó sẽ có một cái độ khá là đầm hơn so với cả những xe 110 khác. Ngay từ cái lúc đầu mình ngồi lên xe mình lái là mình có thể cảm nhận được cái độ đầm chắc này rồi. Thực sự rất là chắc chắn đấy, và mình có cái cảm giác là đáng tin với chiếc xe này. Rồi chưa kể đến nữa là về cái chất lượng build của nó, về cái chất lượng nhựa của nó thì mình đánh giá nó cũng khá ok. Mức giá của chiếc xe này thì nó sẽ dao động từ khoảng 22 đến 25 triệu tùy vào cái option của chúng ta. Thật ra gọi là option cho sang mồm, chúng ta chỉ mỗi chọn giữa là vành nan hoa với vành đúc này, rồi là phanh cơ với cả phanh đĩa. Thì cái phiên bản của mình đây là phiên bản cao nhất rồi, vành đúc, phanh đĩa. Với cái trang bị phanh đĩa như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta một cái việc là nếu như chúng ta muốn đi kiểu vui vẻ một tí, kéo tốc độ cao tầm loanh quanh 60, 80 như thế là khá là cao với chiếc xe như thế này rồi. Hoặc là 100 đi cho nó gấu. Thì với phanh đĩa thì nó sẽ có một cái hiệu năng đủ để đáp ứng cho chúng ta khi mà chúng ta đi nhanh như vậy. Còn với cái phiên bản phanh cơ thì mình nói thật với các bạn là không nên. Thực sự là không nên, nó chỉ đáp ứng đủ để chúng ta đi trong phố thôi. Hệ thống treo của chiếc xe này cũng tương đối ngon so với cả một chiếc xe phổ thông, đi cũng tương đối êm ái và ổn định. Nói chung lại là với những cái trải nghiệm mình đã có với chiếc Honda Way Radix này thì đúng nghĩa rằng là nó rất là đặc chất Honda. Nó êm, nó mượt, nó
nó nói thế nào nhỉ, nó cho mình một cảm giác khá đáng tin và yên tâm là khi mình chạy chiếc xe này nó sẽ không có vấn đề gì cả. Đấy là cái cảm giác chung khi mà mình chạy một chiếc Honda Way RX. Rồi nó có FE khá là tiết kiệm xăng nữa. Tuy nhiên để nói về một cái cảm giác chạy xe vui vẻ thì chiếc RX này nó lại không có, nó lại không được như là những cái đàn anh của nó. Có lẽ đến từ cái bộ phun xăng điện tử này nó không thực sự được bốc như là cái chế hòa khí. Thì cái này thì nó sẽ là tùy người thôi. Cá nhân mình thì vẫn sẽ thích và vẫn nhớ cái cảm giác chạy những chiếc RX ngày xưa hơn. Còn đối với phiên bản này thì chạy cũng ok, gọi là có công nghệ mới rồi, thiết kế cũng thể thao, cũng hiện đại. Thế nhưng mà có lẽ thì nó sẽ phù hợp với công việc chúng ta đi hàng ngày. Với những người mà thích cảm giác vui vẻ có thể chọn những chiếc xe của Yamaha có lẽ là phù hợp hơn. Và đó là những cái trải nghiệm mình đã có với chiếc Honda Way RX này, và mong rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là đi mua xe, đi học đại học. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video này, và đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.